tóm tắt và phần chẩn đoán sơ bộ. Còn các Vâng. đề xuất cận lâm sàng cũng như là hướng điều trị thì Phân tích. Rồi, vâng ạ. thì những cái phần đó thì sẽ là để cho các bạn bên lớp y cấp 4 và y cấp 5 sẽ bắt đầu sau ạ. Vâng ạ. Em xin bắt đầu phần của mình ở phần đó là bệnh án bệnh nhân nữ 43 tuổi, tiền sử bệnh van tim suy tim 3 năm nay. Hiện đang được điều trị theo đơn Spiromid 20-50, Sintrom 4mg nửa viên một ngày, vào viện vì cơn hồi hộp chống ngực. Bệnh đợt này diễn biến trong 3 tháng. Qua thăm khám và hỏi bệnh phát hiện các hội chứng và triệu chứng sau. Hội chứng suy tim trái, biểu hiện là khó thở như ba, và bệnh nhân khó thở khi nằm. Hội chứng suy tim phải, biểu hiện là phản hồi gan tĩnh mạch cổ dương tính. Tiếng thổi tâm thu 3/6 tại mỏm lan ra nách, dưới đây là biểu hiện của một hở hay là mỏm tim lệch trái, gợi ý đến phì đại thất trái. Bệnh nhân có tim loạn nhịp hoàn toàn 90 chu kỳ trên phút, không đau ngực, phổi dì dào phế ngang rõ, không gian, hội chứng thiếu máu âm tính, hội chứng nhiễm trùng âm tính. Và ở đây bọn em đặt ra chẩn đoán sơ bộ là loạn nhịp hoàn toàn, theo dõi hở van hai lá, suy tim toàn bộ như hai bạn. Rất ok. Thế tóm lại là như thế này, tôi bình luận luôn nhé. Về phần của bạn Minh Hiếu thì các bạn đã có cố gắng là tóm tắt bệnh án theo như đúng cái format mà chúng ta đã được học từ năm ngoái. Tức là nó có cái khung rồi, đúng không ạ? Để chúng ta có thể là chúng ta có thể tiếp cận sao cho chính xác thì nhóm của bạn Hiếu cũng đã đưa ra này, hội chứng rồi đến triệu chứng. Tuy nhiên hội chứng thì lưu ý này, hội chứng suy tim trái thì nó phải biểu hiện bằng ít nhất là 2 triệu chứng nhá. Khó thở Niha 3, khó thở khi nằm kèm theo là gì nữa không? Kèm theo là triệu chứng của bệnh van tim, đúng không ạ? Triệu chứng của bệnh tim nguyên nhân gây ra suy tim trái thì các bạn biết là hở hai lá, là khi mà các bạn chẩn đoán phát hiện thấy là có một tiếng thổi tâm thu 3/6 ở mỏm da nan nách thì các bạn nghĩ đến hở hai lá. Và hở hai lá là một trong những cái bệnh tim mà nó dẫn đến suy tim trái, đúng không ạ? Vì vậy nên là hội chứng suy tim trái, ở đây bạn sẽ bổ sung thêm về cái triệu chứng của bệnh lý van tim nữa, đúng không ạ? Hội chứng suy tim phải liệu có rõ không? Có phù không? Có phù không các em? Dạ, ở bệnh nhân này thì không có không phù. Thấy, chỉ có nỗi phản hồi van tĩnh mạch cổ dương tính, nhưng ngoài ra thì bệnh nhân đang dùng cái gì nào? Bệnh nhân đang dùng đúng lợi rồi, tiểu. Thì các bạn có thể bổ sung vào là bệnh nhân đang dùng lợi tiểu. Tức là bệnh nhân dùng lợi tiểu thì bệnh nhân mới, bởi tại sao phải dùng lợi tiểu? Bởi vì có triệu chứng ứ huyết. Đúng không ạ? Triệu chứng ứ huyết ở đây thì có thể là phù tiểu ít vân vân. Thế nhưng mà mặc dù đã dùng lợi tiểu rồi vẫn còn phản hồi gan tĩnh mạch cổ dương tính, có nghĩa là cái biểu hiện của suy tim giải vẫn còn và chưa chưa giải quyết được triệt để, đúng không ạ? Điểm thứ hai, sau khi các hội chứng thì để đến các triệu chứng thì em nên ghi là triệu chứng tim mạch. Rõ chưa? Triệu chứng tim mạch thì hợp lý hơn và bao gồm ở đây là gì? Thứ nhất, nhịp. Thứ nhất là gì? Mỏm tim lệch trái, đúng không ạ? Thứ hai, nhịp tim loạn nhịp hoàn toàn. Thứ ba, tiếng tim có tiếng thổi ABC, vân vân. Được chưa? Thế còn cái hội chứng thiếu máu và hội chứng nhiễm trùng nếu không có thì các em không cần phải đưa vào nhé. Còn cái triệu chứng tim mạch tại sao ở phía dưới ta vẫn phải ghi tiếng thổi, bởi vì cái tiếng thổi đấy để chúng ta lập luận về cái bệnh tim nguyên nhân. Đó chưa ạ? Xin lỗi các bạn. Alo. Alo. Các bạn nhất trí chưa? Thế còn cái cơn hồi hộp chống ngực thì tức là rối loạn nhịp đấy. Nhưng mà cái này thì liệu có phải là cấp tính hay không? Thì chúng ta thấy là nhìn chung thì cái cơn hồi hộp chống ngực này nó không có cái biểu hiện gì của cấp cứu cả, không rối loạn huyết động. Đúng không ạ? Nên là không phải là một cái biến chứng cấp tính. Thế vì thế nên là ta nên ghi ở đây là gì? Theo dõi hở hai lá cũng được. Hở hai lá, theo dõi hở hai lá, loạn nhịp hoàn toàn, suy tim toàn bộ độ 3. Được rồi, được chưa? Đấy, thế comment của tôi là như thế. Hơn là các bạn ghi là theo dõi loạn nhịp hoàn toàn trước, mà các bạn nên ghi là theo dõi hở hai lá, loạn nhịp hoàn toàn, suy tim toàn bộ độ 3 thì hợp lý hơn. Rồi, nhất trí. Nào, xin mời nhóm phân tích về các cái thăm dò hình ảnh. Em xin phép tắt chia sẻ màn hình ạ.
Tiếp đi các bạn. Còn ai nữa không? Nhanh 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 các bạn ơi. Không chúng ta bị cháy thời gian. Mong mong. Ok. Phân tích điện tâm đồ, các bạn thấy gì? Em thầy là em xin thay mặt cho nhóm phân tích cái điện tâm đồ này. Em nói luôn. Em thầy là cái điện tâm đồ này thì em kết luận luôn là dung nhĩ đáp ứng thất nhanh ạ, với tần số là trên 100 lần trên phút ạ, và có ngoại tâm thu thất ngoại tâm thu thất thưa ạ, và trục lệch phải ạ. Còn dấu hiệu lớn như trái thì do là có dung nhĩ nên là không rõ ràng, không thể xác định được ạ. Vâng, liệu có nên nói là dung nhĩ đáp ứng thất nhanh không? Hay là chỉ có dung nhĩ thôi? Nhá, bởi vì là thực ra trên cái điện tâm đồ này thì các bạn lưu ý là khi mà bệnh nhân bị dung nhĩ thì nếu như trên lâm sàng, bệnh nhân mà loạn nhịp hoàn toàn ấy, thì trên lâm sàng để đến nhịp tim thì chúng ta phải đếm ít nhất là 1 phút đúng không ạ? Chúng ta không thể đếm rồi chúng nửa phút rồi chúng ta nhân đôi hoặc là 10 giây chúng ta nhân 6 được, đúng chưa? Thế vì vậy nên là chúng ta phải căn cứ vào cái việc là cả lâm sàng nữa. Chứ còn nếu mà chúng ta nhìn một cái đoạn điện tâm đồ ngắn thế này thì chúng ta đừng nói là đáp ứng thất nhanh, chúng ta chỉ cần nói là dung nhĩ. Vì sao dung nhĩ thì xin mời các bạn, nếu như chúng ta hỏi thì các bạn phải chú ý để trả lời. Thứ hai là gì? Thứ hai là tần số là 101 chu kỳ phút. Tuy nhiên cái này là cái tần số này nó chỉ phản ánh ở cái thời điểm này thôi chứ nó không phải là tất cả, nên chúng ta cũng không cần phải nói là đáp ứng thất nhanh ở đây nhá. Xin lỗi. Alo. Không biết của bác sĩ Hải. Bác sĩ Hải. Xin lỗi là vừa rồi tại tắt mic. Thế ngoài ra nhé, ngoài cái dung nhĩ này, tần số thất là bao nhiêu này, thì chúng ta phải phân tích theo đúng trình tự nhé. Chúng ta phải phân tích theo đúng trình tự về các cái trục tăng cánh nhĩ, tăng cánh thất. Nhưng mà xin lưu ý ở đây này, các bạn chú ý nhé, là cái điện tâm đồ ở đây là chúng ta đang bóp lại còn 1/2 thôi. Nên là lưu ý các bạn khi mà phân tích, nhớ chưa? Khi chúng ta tính về QRS thì chúng ta lưu ý về cái phần biên độ. Cái thứ ba nữa là bạn phát hiện rất đúng là ngoại tâm thu thất. Nhưng mà đừng nói là ngoại tâm thu thất thưa, cái này đâu có thưa. Chúng ta nhìn thấy ở đây là gì? Chúng ta nhìn cái D2 kéo dài đấy là bao nhiêu nhịp có một lần? 2 hay 3 nhịp? 2 hay 3 nhịp lại có một nhát bóp ngoại tâm thu, đúng chưa? Thế nếu như mà chúng ta, mặc dù là chúng ta không theo dõi trên monitoring kéo dài, thế nhưng các bạn thấy là nếu như trong trường hợp mà 2 đến 3 nhịp đã có một ngoại tâm thu như thế này mà giả định nhịp tim của bệnh nhân là 100 chu kỳ 1 phút thì như vậy ngoại tâm thu của bệnh nhân sẽ là bao nhiêu? Ngoại tâm thu của bệnh nhân phải đến 30% ấy. Thì 30% thì ta không thể nói ngoại tâm thu thưa được, các bạn hiểu ý chưa? Nhá. Chúng ta chỉ có thể kết luận là có ngoại tâm thu thất, đúng chưa? Có vẻ như là không phải là một cái hiện tượng là dẫn truyền lệch hướng của cái nhịp bình thường, của cái QRS bình thường mà đúng là ngoại tâm thu thật. Thế tuy nhiên là cái ngoại tâm thu này thì chúng ta có chú ý là gì? Chúng ta có một cái chú ý là nếu như chúng ta chỉ nghe tim trên lâm sàng thì với bệnh nhân này chúng ta có phát hiện được ngoại tâm thu không các bạn? Bạn Toàn? Em thầy là không ạ. Đúng rồi, bởi vì sao? Bởi vì là nghe tim thì loạn nhịp hoàn toàn thì chúng ta chịu không phát hiện được ngoại tâm thu. Bởi vậy nên là ngoại tâm thu đối với bệnh nhân dung nhĩ bắt buộc chúng ta chỉ có thể theo dõi và phát hiện được nếu như chúng ta lắp monitoring lên cho bệnh nhân mà thôi, được không? Thế nhá, tiếp tục này. ngoài điện tâm đồ còn cái gì nữa? X quang tim phổi. Nhanh 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 các bạn. Nào, chúng ta thấy gì?
X quang tim phổi này khá là thú vị. Có bạn nào phân tích được X quang tim phổi không? Alo, nhanh nhanh. Trục trặc mất rồi. Thế thì trên X quang tim phổi này chúng ta nhìn thấy cái gì nào? Chúng ta lại phân tích gì? Phim có phải chuẩn hay không? Tất đấy là gọi là điều kiện. Thế còn cái hình ảnh thì chúng ta sẽ phân tích từ đâu? Chúng ta phân tích từ các cung, đúng không ạ? Các cung tim trước, rồi mới đến gì? Chỉ số tim ngực, đúng không ạ? Nhé, hoặc là chỉ số tim ngực, rồi các cung tim để phân tích các chủ yếu các cái biến đổi ở các cung tim xem là nó gợi ý cái bệnh lý gì. Và sau đó chúng ta phân tích tuần hoàn phổi nhé, phổi sáng hay phổi mờ. Nào, bạn Toản quay lại rồi, bạn có thể nói được chưa? Nhanh nhanh. Em thấy là cái X quang thì đầu tiên thì em nhìn vào cái X quang thì thứ nhất là đã nhìn thấy hoàn toàn đầy đủ cái phía trước rồi ạ. Và cái thứ rồi, hai thôi, là chúng ta bỏ qua cái phần điều kiện nhé, chúng ta phân tích luôn những cái bất thường thôi. Em nhìn thấy cái gì bất thường ở đây? Em thấy là cái mỏm tim nó lệch trái, với thứ hai là cái chỉ số tim ngực nó lớn hơn 0,5 ạ. Và chắc chắn rồi, cái góc bệnh nhân sườn này hoành thì đúng rồi. Gì nữa? Và cái góc sườn hoành thì nhọn ạ, không không bị mờ ạ. Và vâng. cái nhĩ phải, cái cung nhĩ phải của bệnh nhân thì nó có chiếm sang bên thùy 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 dưới và thùy giữa của phổi bên phải, kiểu nó bị to hơn hay sao ấy ạ? Đây, cung dưới phải của bệnh nhân nhé, hai cái đình này chéo nhau này, cung dưới phải của bệnh nhân rất giãn, và đây là hình ảnh của tăng gì ạ, giãn cả hai nhĩ, đặc biệt là nhĩ trái, các bạn hiểu không ạ? Nhé. Chi tiết thì chúng ta có thể xem bài đại cương về X quang tim phổi. Bệnh nhân này cung dưới phải này giãn, thể hiện là bệnh nhân này có giãn cả hai nhĩ, bao gồm cả nhĩ trái và nhĩ phải. Rồi, thêm một điểm nào nữa bạn phát hiện ra được bất thường không? Em thấy là bệnh nhân có cái góc carina rộng lớn hơn 70 độ nữa. Là gì? Gợi ý. Gợi ý là có lớn nhĩ trái. Đúng thế. Không, ta nói rồi, bệnh nhân này cả nhĩ trái và nhĩ phải đều giãn. Hiểu ý không bạn Nhàn? Bạn nào nói rất đúng. Thế nhưng mà còn một cái điểm nữa là chúng ta nhìn thấy ở đây có hình ảnh mấy cung đây. Em hình như em thấy cái vòng hoành bên trái nó không 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 cái đáy của thất trái nó không không nằm trên cái vòng hoành thất trái, nó bị tách biệt hẳn xuống ấy. Thì cái đấy nó phải phân được bất thường không ạ? Không phải, bệnh nhân này là bệnh nhân nữ. Chúng ta lưu ý là có cái khuôn ngực của bệnh nhân nữa nhé. Còn cái bóng tim của bệnh nhân tít xuống đây này. À tôi chết rồi, nhưng mà tôi lại không, cái màn hình của bạn nên là tôi không lia được cái con trỏ. Nhưng các bạn nhìn thấy ở bên trái, thôi được rồi, ta đi nhanh, bên trái lại có hình ảnh bốn cung. Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn có nhìn thấy hình ảnh bốn cung, có một cái cung tiểu nhĩ trái nó lồi ra đấy không? Tức là bệnh nhân này có giãn nhĩ trái, giãn thất trái và có hình ảnh bốn cung bên trái. Hãy cẩn thận. Có thể bệnh nhân ngoài hình ảnh bốn cung trên phim X quang tim phổi là nó hay gợi ý là gì? Hẹp hay lá? Nghĩa là chưa chắc bệnh nhân này đã chỉ có hở hai lá đâu, bệnh nhân này có thể có hẹp hai lá mà có khi là chúng ta không phát hiện được trên lâm sàng mà thôi. Thêm vào nữa là cái động mạch phổi hai bên nó giãn nữa, thì có thể bệnh nhân này có tăng áp lực động mạch phổi rồi. Tuy nhiên là cái tưới máu thì chúng ta nhìn thấy cái nhu mô phổi ở đây chúng ta nhìn thấy không mờ và không rõ cái hình ảnh cái đường Kelly B. Chúng ta phóng to hình lên một chút, như vậy là bệnh nhân này về cái tình trạng ứ huyết ở phổi thì không rõ ràng, và nó cũng tương xứng với trên lâm sàng là bệnh nhân các cái dấu hiệu ứ huyết trên lâm sàng nó khá là kín đáo. Chúng ta chỉ có thể thấy là gì, tĩnh mạch cổ nổi thôi, chứ chúng ta không có phản hồi gan tĩnh mạch cổ dương tính. Ngoài ra chúng ta không thấy các hình ảnh gì khác. Như vậy cái quang tim phổi cho chúng ta thấy là giãn nhĩ trái, giãn thất trái nhé. Hình ảnh bốn cung gợi ý là có gì, giãn tiểu nhĩ trái, có thể nằm trong bệnh lý của hẹp van hai lá. Ok, siêu âm tim, bạn nào thử phân tích siêu âm tim ta xem nào. À rõ rồi đây này, chúng ta thấy siêu âm tim có trả lời được trên siêu âm tim của chúng ta nhìn thấy nhé. Tôi nói luôn được không, nhĩ trái 58 mm, bình thường nhĩ trái là bao nhiêu?
40 đến 45 mm thôi, đúng không ạ? Ở đây nhĩ trái rất lớn, 40 mm. Thất trái giãn thể hiện ở chỗ nào? DD ở đây là 62 mm, DS là 30 mm. Tuy nhiên EF vẫn ở trong giới hạn bình thường theo cả hai phương pháp là Techon và Simpson, tức là đều trên 60 lớn hơn bằng 60%, đúng không ạ? Như vậy có giãn nhĩ trái, giãn thất trái, chức năng tâm thu thất trái bảo tồn. Có bệnh lý của hở van hai lá do gì? Do xa lá sau vùng A2. Tuy nhiên, ngoài hở van hai lá do xa lá sau lại thêm một cái tổn thương nữa là van lại có chấm vôi. Đấy, van có chấm vôi và cái diện tích lỗ van hai lá. Diện tích lỗ van hai lá bình thường là 4 đến 6 cm2, nhưng ở đây diện tích lỗ van hai lá là 2,8 cm2, gợi ý là gì? Nó mở tối đa mà chỉ được 2,8 cm2, tức là có hở có hẹp van hai lá ở mức độ nhẹ, tức là bệnh nhân này có hở hẹp hai lá, trong đó hở là chính. Và cái hở là do cả xa lá van lẫn thấp biến chứng di chứng thấp, và cái hẹp này cũng là di chứng của thấp tim. Các bạn hiểu ý chưa? Nhá. Như vậy, về bệnh lý van tim, nguyên nhân ở đây là hở hẹp hai lá gây giãn buồng nhĩ trái thất trái. Tuy nhiên chức năng tâm thu chất trái bảo tồn. Ngoài ra thì còn có cái ảnh hưởng về mặt huyết động khác là áp lực động mạch phổi tâm thu ở đây bình thường dưới 35 mm thủy ngân, thì ở đây là 47 mm thủy ngân là tạo được động mạch phổi vừa. Và không có huyết khối ở trong các buồng tim. Ok? Thấy chưa? Được không ạ? Trên cơ sở đó thì xin mời bạn Tuyền bạn tắt chia sẻ màn hình để chúng ta tiếp cận bài bệnh lý van tim. Alo? Anh đang giảng, nhé, lúc khác. Nào, chúng ta đã nhìn được màn hình của tôi chưa? Các bạn nhìn được màn hình của tôi chưa? Em thấy rồi ạ. Vâng, thế thì các bạn lưu ý này. Cái bài tại sao tôi lại cố tình đưa cái ca lâm sàng ra cho các bạn, để cho chúng ta thấy có một sự liên tục giữa các cái thông số lâm sàng phối hợp với các thông số cận lâm sàng. Và trên hết thì các bạn phải chú ý về vấn đề mục tiêu. Trong mục tiêu học của chúng ta ấy, về mới mỗi một bài lâm sàng ấy, thì đều có mục tiêu lý thuyết, tức là kiến thức, hai nữa là kỹ năng, tức là thực hành lâm sàng, và ba nữa là về thái độ. Thế thì đối với lý thuyết thì chúng ta sẽ phải nắm được gì? Chúng ta phải học với tất cả các bệnh lý van tim thì chúng ta phải nắm được cơ chế bệnh sinh, nhé, sinh lý bệnh, đúng không ạ? Nguyên nhân, thường nguyên nhân của chúng ta là hay gặp nhất là thấp tim, tuy nhiên là di chứng của thấp thì càng ngày càng ít đi. Đấy, và các cái bệnh lý do thoái hóa, do các bệnh lý không do thấp như là gì ạ? Như là những cái hở van thứ phát sau bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ chẳng hạn, sau nhồi máu hội chứng bệnh cấp chẳng hạn sẽ tăng lên. Các bệnh lý do thoái hóa tăng lên, bệnh lý vôi hóa tăng lên. Nhưng cái bệnh lý về thấp, tức là di chứng của bệnh van tim do nhiễm khuẩn thì giảm đi, càng ngày càng giảm đi, do là cái chiến lược phòng thấp của chúng ta rất tốt, kèm theo với việc là dùng kháng sinh lung tung tí mẹt lên. Thì liên cầu chết hết rồi, đúng không ạ? Thế như vậy về mặt lý thuyết chúng ta phải nắm được nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, các triệu chứng mô tả nhé, về các triệu chứng lâm sàng và các cái thay đổi về cận lâm sàng của người bệnh. Về mặt thực hành thì bản thân các bạn phải tiếp cận được bệnh nhân bị bệnh van tim trên lâm sàng, và thông qua việc chúng ta hỏi bệnh, phát hiện các triệu chứng lâm sàng, khám bệnh, đặc biệt là khám tim và phối hợp với nghe tim để định hướng cái tổn thương van tim ở trên lâm sàng, cũng như là phát hiện được các biến chứng thường gặp của bệnh lý van tim. Đó là gì? Rối loạn nhịp, tức là trên lâm sàng chúng ta có khả năng phát hiện được một cái loạn nhịp hoàn toàn trên lâm sàng. Hai, suy tim, tức là chúng ta có khả năng hỏi bệnh, phát hiện được các triệu chứng cơ năng, khám bệnh, phát hiện được các dấu hiệu thực thể của suy tim phải, suy tim trái, suy tim toàn bộ trên lâm sàng nhé. Gì nữa? Biến chứng nhiễm khuẩn, tức là viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn ở bệnh nhân có bệnh lý van tim. Được chưa? Đấy là về thái độ thực hành. Ngoài ra thì chúng ta phải phân tích được một cái kết quả X quang tim phổi, một bản ghi điện tâm đồ, và đặc biệt là cái gì ạ? Hình ảnh và kết quả của bản ghi siêu âm tim của mỗi một bệnh nhân bị bệnh lý van tim, bởi chúng ta biết siêu âm tim là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán bệnh lý van tim, tức là chúng ta phải
gì ạ, chúng ta nhìn thấy cái bản ghi siêu âm tim chúng ta phải phân tích được trên nền tảng là chúng ta đã thăm khám lâm sàng bệnh nhân rồi. Cuối cùng đó là về vấn đề gì ạ, thái độ thực hành lâm sàng là chúng ta tiếp cận về cái điều trị người bệnh bị bệnh lý van tim. Thứ nhất là điều trị nội khoa như thế nào, các nhóm thuốc chính là gì, chỉ định chống chỉ định nhé, khi nào chúng ta chỉ định phẫu thuật và phương pháp phẫu thuật của chúng ta là gì, bệnh lý van tim nào chúng ta phải can thiệp. Thì chúng ta làm quen với các cái kỹ thuật can thiệp, ví dụ như nong van hai lá, ví dụ thay van động mạch phổi qua thay van động mạch chủ qua da, hình ảnh nó ra làm sao, chỉ định như thế nào, khi nào chúng ta chỉ định, vân vân, để chúng ta theo dõi về sau. Và nếu như bệnh nhân phải thay van thì sửa van hay thay van, thay van sinh học hay van cơ học, trường hợp nào thay van sinh học, trường hợp nào thay van cơ học, và sau khi phẫu thuật van tim thì chúng ta phải theo dõi những gì. Đó là các vấn đề về lâm sàng chúng ta phải nắm được. Và cuối cùng về mặt thái độ, thì nếu như chúng ta đi lâm sàng thì chúng ta phải tiếp cận người bệnh trên cơ sở là chúng ta tôn trọng nhé, lắng nghe, thông cảm, thấu hiểu người bệnh. Đồng thời giữa chúng ta với nhau thì chúng ta phải có sự gì, tôn trọng lẫn nhau, phối hợp lẫn nhau, làm việc nhóm tốt, đúng không ạ? Và nếu như chúng ta đang học online như bây giờ thì chúng ta phải có gì ạ, tuân thủ các nội quy về học tập trực tuyến, tích cực học tập trực tuyến để chúng ta có thể hoàn thành được các mục tiêu. Ok, đó là mục tiêu của bài bệnh lý van tim, nhưng thực ra cũng là rất nhiều các cái bệnh lý tim mạch, chúng ta thấy là có các cái mục tiêu nó cũng phải trùng khớp vào nhau. Thế còn đối với bệnh lý van tim, thế tiếp cận lâm sàng theo hướng là giải quyết các câu hỏi lâm sàng thì chúng ta phải trả lời những câu hỏi này. Bất kỳ một bệnh nhân nào nghi ngờ bệnh lý van tim trên lâm sàng thì chúng ta phải trả lời được trên khi chúng ta thăm khám người bệnh, đó là gì? Người bệnh đó có các triệu chứng gì trên lâm sàng? Về cơ năng, về thực thể, về toàn thân. Và thông qua hỏi bệnh và khám bệnh, chúng ta có thể định hướng được van tim nào bị bệnh chưa nhé, và nó đã gây ra các cái biến cố gì, tức là các cái biến chứng gì trên lâm sàng chưa, biến chứng tắc mạch, biến chứng suy tim, biến chứng nhiễm trùng, tức là viêm nội tâm mạc hay chưa. Các thăm dò cận lâm sàng nào chúng ta cần phải chỉ định và chúng ta phân tích nó như thế nào. Đặc biệt với siêu âm tim được coi là một cái thăm dò không thâm nhập, tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán bệnh lý van tim, chúng ta phải phân tích kết quả siêu âm tim ra làm sao. Chúng ta gì ạ, có các chiến lược gì để điều trị bệnh lý van tim của người bệnh, đó là gì, chế độ điều trị nội khoa như thế nào, dự phòng viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn có hay không, khi nào chúng ta chỉ định can thiệp và khi nào chúng ta chỉ định ngoại khoa theo hình thức nào. Đấy, cuối cùng mục tiêu điều trị của chúng ta và theo dõi người bệnh ra làm sao. Nói chung là các bạn sẽ phải trả lời 6 cái câu hỏi lâm sàng chính với mỗi một bệnh nhân nghi ngờ bệnh lý van tim trên lâm sàng nhé. Trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ tiếp cận từng bệnh lý một. Thì chúng ta thấy các bệnh lý van tim chính nào chúng ta hay gặp trên lâm sàng nhỉ? Đối với van hai lá, chúng ta có thể gặp là gì? Hẹp hai lá, hở hai lá hoặc cả hai, hẹp hở hai lá. Đối với van động mạch chủ tương tự như vậy, hẹp chủ, hở chủ hoặc bệnh van động mạch chủ. Và nếu như cả bệnh van hai lá và van động mạch chủ thì chúng ta ghi nhận là bệnh nhân có bệnh lý nhiều van tim. Ngoài ra, cái van tim bên phải mà hay gặp cái tổn thương phối hợp nhất là hở van ba lá. Ít khi gặp cái hở van ba lá mà tổn thương nguyên phát, mà thường cái hở van ba lá này hay gặp là do gì ạ? Hở van hai lá gì ạ? Thứ phát do giãn buồng tim phải và hở ba lá cơ năng, rồi sau đó chuyển thành thực tổn nhiều hơn là cái tổn thương trực tiếp tại các lá van của van ba lá. Tuy nhiên, với một số bệnh nhân, ví dụ bệnh nhân bệnh lý van tim do thấp thì có thể thấp nó ở cả van hai lá, cả van động mạch chủ và cả van ba lá gây hẹp và hoặc hở van ba lá kèm theo. Thế nguyên nhân chính của bệnh lý van tim là gì? Thấp tim. Tuy nhiên, chúng ta thấy so với thời của chúng tôi cách đây khoảng 30 năm thì nó càng ngày càng giảm đi. Và các cái bệnh lý của mô liên kết, bệnh lý của thoái hóa van, bệnh lý của tổn thương van tim thứ phát sau các bệnh tim thiếu máu cục bộ, sau chấn thương, vân vân thì càng ngày càng tăng lên. Đấy. Cái xu hướng chung là xu hướng là bệnh lý van tim hậu thấp càng ngày càng giảm. Tuy nhiên thì người ta thống kê được mỗi một năm vẫn
trên thế giới vẫn có khoảng 1,4 triệu bệnh nhân tử vong mỗi năm liên quan đến các biến chứng của bệnh lý van tim hậu thấp. Và đặc điểm của bệnh lý van tim hậu thấp là gì? Thường thấp tim nó gây ra cái tổn thương ở nhiều van tim nhé, hoặc tại một van tim thì cũng là tổn thương của cả hẹp cả hở phối hợp. Vì vậy đến bây giờ chúng ta vẫn thấy là những bệnh nhân mà cần thiết phải dự phòng thấp tim vẫn hết sức quan trọng. Dự phòng tiên phát là dành cho những nhóm trẻ con, đúng không ạ, nhỏ tuổi, để chúng ta tránh những cái trường hợp nhiễm khuẩn gì ạ, viêm họng do liên cầu hoặc là thấp khớp cấp do liên cầu nó gì gây ra các cái tổn thương tại tim thì chúng ta phải dự phòng tiên phát. Còn với những bệnh nhân đã có các cái biến chứng van tim do thấp tim rồi, thường là các cái nhóm tuổi bây giờ chúng ta sẽ gặp thường là bệnh nhân sẽ 30-40 tuổi hoặc già hơn, 60-70 tuổi, 80 tuổi thì chúng ta hay gặp ở cái lứa tuổi này hơn là cái lứa tuổi trẻ. Rất hiếm khi chúng ta gặp bệnh nhân mà dưới 30 tuổi mà là thấp tim lắm, ít hơn nhiều, bởi vì cái công tác dự phòng tiên phát của chúng ta tốt rồi. Tuy nhiên, với những bệnh nhân mà di chứng của hậu thấp thì chúng ta vẫn phải lưu ý dự phòng tái phát thấp bằng gì? Bằng hoặc là chúng ta tiêm penicillin chậm mỗi ngày, mỗi 28 ngày, hoặc là chúng ta uống nhé, uống cái nhóm nhóm mà có thể uống được oxacillin hoặc là amoxicillin để chúng ta dự phòng thấp tim bằng đường uống. Và thời gian thì lúc trước thì chúng ta thấy là gì ạ? Thường là chúng ta ngày xưa đấy thì yêu cầu dự phòng đến năm 18 tuổi. Tuy nhiên về sau thì Tổ chức Y tế Thế giới và các cái hiệp hội tim mạch trên thế giới đề nghị là tối thiểu tùy vào từng cái đặc điểm tổn thương, nhưng yêu cầu là tối thiểu là phải dự phòng 10 năm sau thấp tim, và thậm chí là dự phòng đến tận năm 40 tuổi nhé, thì chúng ta mới có thể dừng được. Thế thì đây là một cái nghiên cứu dịch tễ, gọi là một cái nghiên cứu sổ bộ. Đấy, thống kê trên hơn 3.000 bệnh nhân tại 12 quốc gia châu Phi và hai quốc gia kèm theo ở châu Á là Ấn Độ này, Yemen. Thì chúng ta thấy hơn 70% nhé, đây là tất cả các cái đặc điểm tổn thương của hơn 3.000 bệnh nhân tổn thương van tim do thấp, thì 70% là có tổn thương của hẹp van hai lá. Tuy nhiên, hẹp van hai lá đơn thuần, tức là cái hình xanh xanh màu da trời đây này, hẹp van hai lá đơn thuần rất ít, mà chủ yếu ở đây là tổn thương hoặc là hẹp hở hai lá phối hợp, hoặc là bệnh lý van hai lá phối hợp với bệnh lý van động mạch chủ là chính nhé. Bệnh lý van hai lá phối hợp với van động mạch chủ là chính. Và cái nghiên cứu này là được đăng tải năm 2015, tức là thống kê hơn 3.000 bệnh nhân từ năm 2010 cho đến năm 2012, tức cách đây khoảng 10 năm đấy. Thì cái kết quả của cái điều tra này cho thấy là gì? Những cái bệnh nhân mà hẹp hở van tim do di chứng hậu thấp này thì cái chăm sóc về mặt y tế vẫn chưa được tốt. Tỷ lệ bệnh nhân được dự phòng chưa được thích đáng, và tỷ lệ bệnh nhân được điều trị nội khoa tối ưu cũng chưa được thích đáng, ngay cả với những bệnh nhân đã được thay van rồi, hay những bệnh nhân mà hẹp van hai lá có chỉ định điều trị chống đông, thì tỷ lệ bệnh nhân được dùng chống đông một cách thích đáng trong số tất cả những bệnh nhân mà có chỉ định dùng chống đông chỉ chiếm khoảng 70%. Các bạn thấy không ạ? Nhé. Và chỉ định ngoại khoa đối với những bệnh nhân này thường là chậm trễ, hoặc là chưa chỉ định được ngoại khoa, hoặc là chỉ định ngoại khoa khi mà cái tổn thương của van tim và cái ảnh hưởng trên huyết động và giải phẫu của tim đã trở nên là rất là nặng nề. Đấy, vì thế nên là người ta gióng lên một hồi chuông về vấn đề là phải theo dõi chặt chẽ các bệnh lý nhân bị bệnh lý van tim hậu thấp, tức là di chứng hậu thấp, để chúng ta một mặt điều trị nội khoa tối ưu, một mặt chỉ định ngoại khoa đúng thời điểm và theo dõi bệnh nhân có tính chất là chặt chẽ và lâu dài hơn. Ok. Trên lâm sàng, các bệnh nhân van tim thường đến trong cái bối cảnh nào? Thường ấy là họ sẽ đến nhé. Đối với phòng cấp cứu thì chúng ta hay gặp nhất là đến vì cái gì ạ? Vì các cái biến cố cấp tính như là phù phổi cấp, tức là suy hô hấp cấp, hoặc là gì? Sốt kéo dài do là gì ạ? Biến chứng nhiễm trùng, hoặc là bệnh nhân vào một cái biến cố đột quỵ cấp do tắc mạch,
do cục máu đông bắn đi hoặc cục sùi bắn đi, vân vân. Ngoài ra thì họ có thể đến và than phiền về các triệu chứng của suy tim nặng lên, ví dụ như là hồi hộp chống ngực như bệnh nhân vừa rồi của chúng ta, hoặc là khó thở, đúng không ạ? Hoặc là phù chi, vân vân. Đó là các cái triệu chứng của đợt cấp của suy tim. Thế, ngoài ra thì chúng ta lưu ý, ngoài các cái biến cố liên quan đến đợt cấp của bệnh lý van tim mãn tính thì còn có các cái biến cố cấp tính. Mà các biến cố cấp tính này thì thường là rơi vào hai nhóm, tức là hở van tim cấp tính, ví dụ hở hai lá cấp, hở van động mạch chủ cấp, hoặc là trên bệnh nhân bị bệnh mà đã được thay van hay sửa van rồi thì có các cái biến cố cấp tính trên van nhân tạo. Có thể biến cố ở đây là nhiễm trùng, có thể biến cố ở đây là kẹt van, có thể biến cố ở đây là liên quan đến quá liều thuốc chống đông, ví dụ như chảy máu ở bệnh nhân đang đeo van nhân tạo và đang dùng thuốc chống đông. Đó. Đấy là các cái kịch bản trên lâm sàng chúng ta gặp. Và vì vậy, chúng ta lưu ý là gì? Đây, người ta đã thống kê là đến 90% bệnh nhân đến khám tại phòng khám và các cái khoa khám bệnh vì bệnh lý van tim mãn tính. Tuy nhiên, bệnh nhân có thể trước đó đã có sự rung nạp rồi. Nhưng một khi đã có các cái rối loạn về mặt huyết động, bệnh nhân van tim mà có các cái rối loạn huyết động thì nguy cơ đột quỵ tăng lên gấp 3, nguy cơ tử vong cũng tăng lên gần gấp 3. Đấy, chúng ta phải theo dõi, chúng ta phải gì ạ? Điều trị thích đáng cho người bệnh bị bệnh lý van tim một cách đầy đủ. Xin lỗi các bạn. Alo Đông ạ. À? Mở cửa vào phòng bộ môn nội và đặt chìa lên, tôi đang giảng. Ok. Thế, lưu ý về một cái khái niệm, đó là tiếng thổi mới ở tim mới xuất hiện. Thế thì khi nào chúng ta nói rằng tiếng thổi mới xuất hiện? Đó là gì? Đó phải là bệnh nhân mà chúng ta đã từng theo dõi rồi. Chúng ta hiểu ý không ạ? Nhé. Em cứ đặt đấy. Vẫn mở được mà. Cảm ơn em. Nhé. Bệnh nhân đã có một quá trình theo dõi rồi, hoặc là chính người bác sĩ đã từng theo dõi người bệnh. Và sau đó, trong quá trình theo dõi, tự nhiên phát hiện thấy triệu chứng bất thường khi nghe tim mà trước đây không có. Hoặc là chúng ta không phải là người đầu tiên khám, nhưng chúng ta theo dõi trong hồ sơ của bệnh nhân thì thấy, à, trong hồ sơ của bệnh nhân ghi nhận về lâm sàng, về siêu âm, không thấy có vấn đề này, không thấy có tiếng thổi này, nhá, không thấy có cái hở van này. Nhưng bây giờ trên lâm sàng và trên các cái thăm dò cận lâm sàng phản ánh là có cái tình trạng đó mới xuất hiện. Đúng không ạ? Hoặc là trong quá trình nằm viện của người bệnh, có những bệnh nhân nằm viện độ khoảng 2 tuần chẳng hạn, thì trong ở cái thời điểm vào viện chưa có cái tiếng thổi mới, nhưng mà trong quá trình nằm viện một vài ngày, một vài tuần, tự nhiên chúng ta nghe thấy tiếng thổi mới, thì lúc đó chúng ta gọi là tiếng thổi mới xuất hiện. Và tiếng thổi mới xuất hiện thì lưu ý, nếu như tiếng thổi là tâm trương, hãy cẩn thận, mọi tiếng thổi tâm trương mà mới xuất hiện đều là tiếng gì ạ? Bệnh lý. Còn tiếng thổi tâm thu có thể có nhiều nguyên nhân, và có cả nguyên nhân ngoài tim nữa. Vì vậy, chúng ta sẽ phải cảnh giác với hai tình huống tâm trương và tâm thu. Và lưu ý, nếu như có tiếng thổi mới thì cái mức độ nặng ấy của cái bệnh đấy không phải phụ thuộc vào cái tiếng thổi đâu, mà nó phụ thuộc vào cái triệu chứng toàn trạng của bệnh nhân ở trên lâm sàng ấy nhé. Bệnh nhân có đang có suy hô hấp, bệnh nhân có đang rối loạn huyết động hay không mới quan trọng. Thì đây là một số các cái nguyên nhân chính mà chúng ta hay nghe thấy các cái tiếng thổi mới ở trên lâm sàng nhé. Đấy, hoặc là các cái tiếng thổi trên lâm sàng mà chúng ta hay gặp ở phòng cấp cứu, ví dụ như hẹp chủ, ví dụ hở hai lá, xa lá van, bệnh cơ tim vĩ đại, biến chứng cơ học ở bệnh nhân gì ạ, mạch vành như là thủng vách lên thất, hoặc là đứt dây chằng, rối loạn chức năng cơ nhú của van hai lá gây hở hai lá. Đấy, thì đấy là một số các cái triệu chứng mà chúng ta gặp. Thì xin lưu ý tất cả những cái này đều có các cái gì ạ, các cái audio. Và các cái audio này năm ngoái thì trong cái bộ sưu tập về tiếng tim ấy, chúng tôi đã gửi cho các bạn rồi, và các bạn có thể tham khảo, nhất trí chưa? Tại sao chúng ta nói rằng siêu âm tim lại là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán bệnh lý van tim? Bởi vì chúng ta nhìn này, trên hình ảnh siêu âm tim chúng ta nhìn thấy rõ các van tim, và khi chúng ta dùng Doppler màu chúng ta sẽ nhìn thấy dòng chảy. Nhé, chúng ta nhìn thấy hình ảnh của van tim này, đây là van động mạch chủ này. Đấy, chúng ta nhìn thấy van động mạch chủ có hình gì ạ? Tổ chim, ba lá van ấy, và hình van hai lá.
nhé. Đấy, chúng ta thấy mở van hai lá đóng mở rất là to đây. Đấy, nhé. Đây là hình ảnh mặt cắt trục dọc cạnh ức này. Xin lỗi bởi vì nó nặng, ghê gớm. File nó nặng nên là đây, mặt cắt trục dọc cạnh ức chúng ta nhìn thấy van hai lá đang mở. Còn đây là vị trí động mạch chủ và van động mạch chủ. Chúng ta nhìn thấy chưa? Van hai lá này, van động mạch chủ này. Đấy, hình ảnh van động mạch chủ, ba lá van này, van hai lá đang mở toác rất to này. Đấy, và cái diện tích mở van hai lá này người ta đo được là gì ạ? Phải từ 4 cm2 trở lên. Thế. Thế còn đây là mặt cắt trục pop, đây là mặt cắt gì ạ? 4 buồng. Mặt cắt 4 buồng từ mỏm ta nhìn thấy 4 buồng tim đây. Van hai lá đây, van ba lá đây đang mở toác đây. Nhớ, và nếu như van hai lá đóng vào mà lại thấy dòng chảy đi qua từ thất trái về thất nhĩ trái, tức là đang có hở hai lá rồi nhé. Tương tự như vậy đây, mặt cắt 5 buồng để chúng ta bộc lộ ra cái van động mạch chủ. Tóm lại là chúng ta nhìn thấy là bằng siêu âm có thể quan sát được hình ảnh các van tim, hoạt động của các van tim, sử dụng các mốt siêu âm Doppler để chúng ta quan sát dòng chảy thì chúng ta sẽ có thể đánh giá được là gì. Nếu hẹp van tức là có sự tăng tốc, tức là hẹp mà, tức là mở ra nhưng không mở hết, thành ra là nó phải chen chúc. Ví dụ như cái cửa chỉ mở có một cánh thay vì mở hai cánh, trong khi số lượng các bạn vẫn thế, thế là các bạn phải chen chúc nhau rồi. Và muốn là trong một khoảng thời gian nhất định chúng ta phải đi ra hết khỏi phòng, thì tức là các bạn phải đi rất nhanh và phải chen lấn nhau, đúng không ạ? Thứ ba nữa là gì? À, thứ hai là hở van, thì tức là nó đóng lại, đóng lại nhưng mà vẫn bị xì ra, thì đấy là cái dòng chảy van tim nó sẽ phản ánh đúng được là bệnh nhân có hẹp hay là có hở van hay không. Ok, chúng ta bắt đầu tiếp cận từng bệnh lý van tim một. Nào, bắt đầu bệnh lý van tim đầu tiên. Và tôi xin lưu ý các bạn là chúng ta hãy nhớ nhé, chúng ta hãy nhớ những cái hình ảnh này. Bởi vì nhìn vào hình ảnh của sinh lý bệnh, chúng ta có thể mô tả được, không những hiểu về cơ chế bệnh sinh, mô tả về được về sinh bệnh học, mà chúng ta sẽ gì ạ? Giải thích được các triệu chứng lâm sàng, cũng như là phát hiện được các bất thường ở trên siêu âm tim mà chúng ta cần phải tìm, những bất thường ở trên X quang hay là điện tâm đồ mà chúng ta cần phải tìm. Lý ví dụ cụ thể ngay, nếu một bệnh nhân bị hẹp van hai lá, đúng không ạ? Trong thì tâm trương van hai lá mở nhưng mở ra không hết, bởi vậy dòng máu sẽ đi gì ạ? Dòng máu sẽ đi qua cái van hai lá hẹp tít tẹo này xuống thất trái, đúng không? Và hậu quả ở đây là gì? Tăng tốc qua van hai lá, đúng chưa? Nhưng máu đi qua van hai lá thì bị ứ lại, làm cho máu nó sẽ bị quẩn lại ở trong nhĩ trái. Nhĩ trái nó sẽ phải giãn ra, đúng không ạ? Và ở thì tâm trương, vì dòng máu đi qua cái van hai lá bị hẹp, chúng ta sẽ nghe thấy các cái tiếng thổi bất thường của dòng máu hẹp đấy. Mà do cái van hai lá nó là một cái cấu trúc của van và bộ máy dưới van, bao gồm dây chằng, cột cơ vân vân, nó làm rung các cái cấu trúc dây chằng cột cơ nên nó tạo thành một tiếng thổi trong thì tâm trương, gọi là tiếng rung tâm trương, đúng chưa? Gọi là tiếng rung tâm trương. Và sau đó ở cuối thì tâm trương, đầu thì tâm thu, tức là thời kỳ tiền tâm thu, do một lượng máu lớn đang ứ lại ở nhĩ trái, nó pop phiu một cái từ nhĩ trái xuống thất trái, nó sẽ tạo thành một tiếng thổi gì? Tiền tâm thu, đúng chưa? Các bạn hiểu không ạ? Nhé. Còn van hai lá, còn van hai lá nó sẽ tạo thành cái tiếng gì nữa khi mà các lá van của nó, tức là van hai lá đấy nhé, khi nó mở ra thì nó tạo thành tiếng clắc mở van hai lá, còn nó khi đóng lại các cái van nó bị vôi này, nó đập vào nhau đến cạch một cái, nó tạo thành tiếng T1 đanh. Vậy thì trên lâm sàng chúng ta sẽ phát hiện được T1 đanh, rung tâm trương, clắc mở van hai lá, thổi tiền tâm thu, đúng không? Về mặt thay đổi, về mặt gì, huyết động học thì câu chuyện gì xảy ra? Máu ứ lại ở nhĩ trái. Nhớ, máu ứ lại ở nhĩ trái. Dẫn đến là gì? Dẫn đến là quẩn ở trong nhĩ trái giãn ra. Máu quẩn ở trong nhĩ trái sẽ dễ có nguy cơ tạo thành cục máu đông. Khi nào cái nguy cơ đấy trở nên hiển hiện thì người ta quy định sẵn rồi. Nhĩ trái đo trên siêu âm mà từ bao nhiêu? 50mm trở lên thì nó có nguy cơ tạo thành cục máu đông. Bởi vậy, nếu trên siêu âm nhĩ trái trên 50mm do hẹp hai lá, Aleph dùng thuốc chống đông. Cục máu đông
có nguy cơ hình thành nhưng nó cũng có thể hình thành, nó sẽ hình thành ở trong nhĩ trái và tiểu nhĩ trái. Và bởi vậy nếu nhìn thấy cục máu đông, ali hấp dùng thuốc chống đông, đúng không ạ? Ngoài ra khi nhĩ trái giãn ra như vậy, nó sẽ gây ra gì? Bất thường về dẫn truyền, nó sẽ tạo ra vô vàn các cái điểm phát xung động trên bề mặt nhĩ, và bởi vậy nó tranh chấp cái quyền với nút gì? Nút xoang. Và vì thế thay vì cái nút P, thay vì cái điện sóng P bình thường của nhịp xoang, thì vô vàn những cái điểm phát xung động trên bề mặt cơ nhĩ này nó sẽ tạo thành các sóng F, mà các cái sóng F này nó chen lấn nhau, nên là chúng ta nhìn thấy cái sóng gì ạ? Li ti li ti li ti trên điện tâm đồ. Và sẽ có sóng khử cực được thất thì chúng ta tạo được phức độ QRS, và có sóng không. Thế bởi vậy trên lâm sàng chúng ta sẽ nghe thấy là gì? Nhịp tim không đều về cả thời khoảng và biên độ. Bùm tặc bùm tặc tặc bùm tặc bùm tặc bùm tặc bùm tặc, đúng không ạ? Đúng chưa? Và như thế khi mà cái nhịp tim đã không đều về biên độ về thời khoảng thì câu chuyện gì xảy ra? Không còn nhĩ trái bóp nữa, đúng không ạ? Không còn nhĩ trái bóp nữa, nên là cái thành phần gì? Tiền tâm thu không còn nữa. Vì vậy tiếng thổi tiền tâm thu trên lâm sàng biến mất, đúng chưa? Tiếng thổi tiền tâm thu trên lâm sàng biến mất, chúng ta không còn nghe thấy tiếng thổi tầm tâm thu nữa. Và cái bùm tạc tạc này, nếu như mà cái tần số rất nhanh thì thậm chí nó còn che mờ cả cái tiếng rung tâm trương của bệnh nhân nữa, nên là tiếng rung tâm trương trong trường hợp đó chưa chắc chúng ta đã nghe thấy đâu nhé. Đấy, nhịp tim có thể chậm lại thì chúng ta mới có thể nghe thấy được, đúng chưa? Gì nữa? Và nếu như bệnh nhân loạn nhịp hoàn toàn thì bất kể nhĩ trái đã giãn hay chưa, bất kể có cục máu đông hay chưa thì vẫn có cái nguy cơ tạo thành cục máu đông. Bởi vậy hẹp van tim, hẹp hai lá mà có loạn nhịp hoàn toàn, xin mời phải dùng thuốc chống đông, đúng chưa? Chúng ta quay trở lại sinh bệnh học này, máu ứ lại ở nhĩ trái, giãn nhĩ trái, ứ lại ở đâu? Tĩnh mạch phổi, tăng áp lực tĩnh mạch phổi, dẫn đến là gì? Tăng áp lực tĩnh mạch phổi sẽ cản trở, sẽ làm tăng áp lực ở mao mạch phổi và cản trở cái sự trao đổi khí quan màng phế nang mao mạch. Và cái cản trở trao đổi khí quan màng phế nang mao mạch này nó sẽ dẫn đến cái triệu chứng trên lâm sàng là khó thở khi gắng sức từ từ tăng dần. Vì vậy triệu chứng của bệnh nhân, triệu chứng đầu tiên của bệnh nhân bị hẹp hai lá, thứ nhất là gì? Do là cái dòng máu bé tí tẹo teo teo đi qua van hai lá để xuống thất trái trong thời kỳ tâm trương bị giảm, nên là để đảm bảo cung lượng tim, nhịp tim phải nhanh lên. Nên đầu tiên nhịp tim sẽ nhanh, tức là nhịp nhanh xoang, đúng không ạ? Về sau khi mà đã rối loạn, khi mà đã có dung nhĩ xuất hiện thì loạn nhịp hoàn toàn. Mà loạn nhịp hoàn toàn để đảm bảo cung lượng tim thì làm sao? Chúng ta biết là loạn nhịp hoàn toàn nó có thể làm giảm từ 10 đến 20% cái cung lượng tim. Bởi vậy nên bệnh nhân đã loạn nhịp hoàn toàn thì ở bệnh nhân hẹp hai lá loạn nhịp hoàn toàn, đặc biệt là khi người ta gắng sức thì nhịp tim tăng lên rất nhanh. Và bởi vậy là cái triệu chứng của người ta là hồi hộp chống ngực, là cái triệu chứng đầu tiên. Sau đó là gì? Vì tăng áp lực mao mạch phổi cản trở trao đổi khí qua màng phế nang mao mạch nên người bệnh sẽ xuất hiện triệu chứng khó thở, gắng sức từ từ tăng dần nhé. Nhưng đột ngột một lý do gì đấy, cái áp lực tĩnh mạch phổi này nó tăng đột ngột. Khi nào? Khi người ta gắng sức quá mức. Khi nào? Khi người ta bị bệnh hẹp hai lá mà tự nhiên bác sĩ ở đâu đấy sốt xiếc các thứ ba lăng nhăng và ui rồi phải truyền để cho nó gì ạ? Truyền tí vào cho nó khỏe. Thế là làm gì? Vô hình chung làm tăng tiền gánh, đúng không ạ? Dẫn đến là gì? Dẫn đến là ứ huyết, phá vỡ màng phế nang mao mạch, đột ngột máu xì vào trong phế nang trộn với gì? Khí. Bệnh nhân ho chiêu ra ngoài, tạo thành phù phổi cấp, nhẹ hơn cơn hen tim và nghe phổi thấy gì? Gian ẩm. Tức là gì? Có nước. Đúng không? Có dịch, có gian ẩm. Gian ẩm đi đâu? Nó đi cứ dâng lên như nước thủy triều ở cả hai bên. Được chưa? Đấy là triệu chứng trên lâm sàng. Thế vậy thì tăng áp lực mao mạch phổi dần dần sẽ đến gì? Tăng áp lực động mạch phổi sau mao mạch, tức là tăng áp lực động mạch phổi hậu mao mạch. Và triệu chứng tiếp theo là ảnh hưởng đến các buồng tim trải, ứ máu ở nhĩ phải thất phải, và bệnh nhân sẽ làm sao? Bệnh nhân sẽ giãn các buồng tim phải, có các triệu chứng của gì ạ? Có các triệu chứng của ứ huyết, tức là gan to, tĩnh mạch cổ nổi, phù chi, tiểu ít, vân vân. Được không? Đấy là cái diễn biến về cơ chế bệnh sinh của người bệnh bị hẹp van hai lá. Vậy thì nếu như người bệnh bị hẹp van hai lá mà nhịp tim nhanh, đúng không ạ? Để đảm bảo cái gì ạ? Để đảm bảo cái cung lượng tim,
nhịp tim phải tăng lên, làm cho người bệnh hồi hộp. Thì ta phải làm gì? Nếu như người bệnh chưa có các cái triệu chứng của ứ huyết, chưa có triệu chứng ứ huyết thì ta phải làm chậm nhịp tim xuống. Làm chậm nhịp tim xuống để kéo dài cái thời gian tâm trương ra. Kéo dài thời gian tâm trương ra sẽ làm kéo dài thời gian máu đổ từ nhĩ trái xuống thất trái. Đúng chưa? Và trong trường hợp đấy, chúng ta dùng chẹn beta giao cảm là phù hợp. Nếu như bệnh nhân nhịp nhanh nhưng mà cái có loạn nhịp hoàn toàn, tức là rung nhĩ, thì cái thuốc được lựa chọn trong trường hợp mà bệnh nhân có rung nhĩ ở đây tối ưu lại là digoxin. Nhất là nếu như khi đó bệnh nhân đã có các cái dấu hiệu ứ huyết rồi, bởi chúng ta biết là chẹn beta giao cảm sẽ không dùng được nếu như bệnh nhân đang có dấu hiệu của thừa dịch, tức là suy tim mà ướt, đang thừa dịch thì không dùng được chẹn beta giao cảm. Khi đó thì thuốc được lựa chọn là digoxin. Ngoài ra, nếu như bệnh nhân đã ở cái giai đoạn suy tim ứ huyết, đúng không ạ? Mà thừa dịch thì chúng ta phải làm giảm tiền gánh cho tim, giảm gánh nặng về tim bằng cách là chúng ta cho bệnh nhân lợi tiểu. Đúng không ạ? Chúng ta phải cho bệnh nhân lợi tiểu. Ok? Đó là các cái chỉ định của các thuốc chính điều trị cho người bệnh bị hẹp van hai lá. Tiếp tục là gì? Nếu như bệnh nhân có các chỉ định về dùng thuốc chống đông mà ta vừa mới phân tích, nhĩ trái quá lớn trên 50mm, dung nhĩ bất kể nhĩ trái là bao nhiêu, hoặc là cục máu đông ở trong buồng nhĩ trái và tiểu nhĩ trái, hoặc là không có cục máu đông nhưng bệnh nhân lại bị đột quỵ, tức là gì ạ, tai biến mạch máu não hoặc là tắc mạch chi do cục máu đông bắn đi, thì bệnh nhân sẽ phải rủ định dùng thuốc chống đông, đúng không ạ? Đấy là những cái thuốc chính phải sử dụng. Thế vậy thì về điều trị nữa, ngoài điều trị nội khoa ta sẽ làm gì? À, cái van tim nó đóng này, nó mở ra không đúng này, thì ta phải làm gì? Ta phải nong nó ra nhé. Ta dùng cái bóng ta luồn vào, ta nong nó ra, mở rộng nó ra, là gọi là nong van hai lá bằng bóng qua da. Ok, thế như vậy các bạn lưu ý chỉ nhìn vào một cái lược đồ như vậy và chúng ta suy nghĩ, chúng ta có thể lý giải được toàn bộ từ cơ chế bệnh sinh đến triệu chứng lâm sàng, đến các biểu hiện cận lâm sàng, cũng như là về lý luận về điều trị cho người bệnh hẹp hai lá. Được chưa? Trên sơ sở là các bạn đã hiểu rồi, chúng ta bắt đầu đi lướt rất nhanh về các triệu chứng. Nào, đây là hình ảnh van hai lá, có hai lá van. Ok, lá trước, lá sau. Và có tổn thương gì đây? Thấp tim. Van thì dày này, có cái điểm vôi hóa. Chúng ta nhìn thấy chưa? Các cái lồi lên này là các cái điểm vôi hóa. Tổn thương van tim do thấp tim. Đấy, trên lâm sàng, bệnh cảnh của bệnh nhân là khó thở gắng sức hoặc cơn khó thở kịch phát nếu như bệnh nhân có cơn hen tim hoặc phù phổi cấp. Các cái triệu chứng của suy tim phải, tắc mạch hệ thống nếu có nhé, ho ra máu liên quan đến tăng áp lực động mạch phổi. Khám tim thì thấy gì ạ? Chủ yếu ở đây sẽ là gì? Nhịp tim nhanh, loạn nhịp hoàn toàn, T1 đanh, rung tâm trương. Nếu như mà còn nhịp xoang thì sẽ là gì? Nhịp đều nhưng mà sẽ có tam chứng Bourdieu, đúng không ạ? T1 đanh, rung tâm trương, đúng không ạ? Và clắc mở van hai lá, đôi khi có tiếng thổi tiền tâm thu tăng cường mà sẽ mất đi nếu như bệnh nhân loạn nhịp hoàn toàn. Về chẩn đoán cận lâm sàng, điện tâm đồ vì là gì? Tăng gánh các buồng tim phải. Nên là chúng ta sẽ thấy là gì? Tăng gánh nhĩ phải thất phải và tăng gánh nhĩ trái. Đúng chưa? Còn tăng gánh thất trái có không? Không, trừ khi bệnh nhân có tổn thương khác của van hai lá, ví dụ hở và hai lá phối hợp. X quang tim phổi chúng ta thấy hình ảnh gì? Cung dưới phải, tức là thể hiện là đây, cung dưới phải, nhĩ phải và thất phải, và xin lỗi, nhĩ phải và nhĩ trái sẽ giãn, đúng không ạ? Hình ảnh bốn cung bên trái các bạn đã thấy lúc nãy rồi, đúng không ạ? Nhá. Và cái tưới máu phổi, ở tưới máu phổi thì làm sao? Tăng tưới máu phổi tức là gì? Phổi mờ đấy, ứ huyết ở phổi ở các cái mức độ khác nhau. Ví dụ như phù mô kẽ thì chúng ta sẽ thấy các đường Kelly ABCD, trong đó thì Kelly B là cái đường chúng ta nhìn thấy dễ nhất, đúng không ạ? Ngoài ra, phù phế nang thì chúng ta sẽ thấy chảy phổi mờ hình cánh bướm ở cả hai bên. Đây, ví dụ như bệnh nhân này. Chúng ta nhìn thấy bệnh nhân này. Đây là một cái hình điện tâm đồ mà rất là điển hình của một bệnh nhân hẹp hai lá này. Tăng hai gánh nhĩ này, trục phải này, tăng gánh thất phải này, block nhánh phải không hoàn toàn này. Ok, được chưa? Chúng ta nhìn thấy chưa? D2 chúng ta nhìn thấy. Để tăng cả hai gánh nhĩ nhé. Đó, đó là cái hình ảnh hay gặp ở người bệnh hẹp hai lá. Còn nếu như mà đã loạn nhịp hoàn toàn thì trên điện tâm đồ phản ánh ở cái điện tâm đồ mà chúng ta nhìn thấy lúc nãy đấy nhé. Đó là dùng nhĩ.
X quang tim phổi đây, chúng ta nhìn thấy phổi hai bên đây nhé, cung dưới phải này, hình ảnh bốn cung này ở bên trái này, đây này, tiểu nhị trái trông giãn rất là kín đáo. Và ý hớt ở phổi, các đường Kelly chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây, các đường hình này không rõ lắm, nhưng chúng ta nhìn thấy bệnh nhân là các đường Kelly B ở cả hai bên. Siêu âm tim, tại sao chúng ta nói là siêu âm tim là tiêu chuẩn vàng? Bởi vì người ta sẽ nhìn thấy à, cái van hai lá, nếu hẹp van hai lá chứ gì, tức là van hai lá nó mở ra kém trong thì tâm trương, cái van tim thì dày lên và chúng ta nhìn thấy những cái nốt trắng trắng là vôi hóa, chúng ta nhìn thấy van vôi kinh khủng ở đây đúng không ạ? Và về phân tích thì người ta sẽ phân tích là gì, à mở ra hạn chế, tức là mở ra bao nhiêu, diện tích lỗ van mở ra tối đa là bao nhiêu, chúng ta phải đọc cái diện tích lỗ van. Khi mà van mở ra mà hạn chế thì tăng tốc qua van thì là gì, nó sẽ phản ánh cái chênh áp qua van tăng lên. Vậy thì đo xem, đọc xem cái chênh áp trung bình của bệnh nhân là bao nhiêu nhé. Xem các cái biến đổi về mặt giải phẫu, giãn nhĩ trái, xem giãn nhĩ, xem nhĩ trái, kích thước nhĩ trái đo là bao nhiêu. Có gì? Cục máu đông, xem có cục máu đông ở trong không. Có tăng áp lực nội mạch phổi do suy tim phải, xem áp lực nội mạch phổi bao nhiêu. Và người ta có thêm một chi tiết nữa là đánh giá cái mức độ tổn thương van hai lá bằng cái điểm Winkin. Thì chúng ta cũng không cần biết là Winkin đánh giá như thế nào, chúng ta chỉ cần biết là à, cái điểm Winkin này đánh giá mức độ tổn thương van hai lá và cái mức độ tổn thương vừa phải, tức là cái điểm Winkin khoảng 7-8 điểm. Mức độ tổn thương van nhiều, tức là có dày nhiều, có co rút nhiều, có vôi hóa nhiều, khi cái điểm Winkin nó từ 9 điểm trở lên đến điểm 11-12 là tổn thương vôi và co rút kinh khủng. Điểm 11-12 không bao giờ có thể nong được van bởi vì nong ra rách liền. Điểm 9-11 nhé, 9-10 hãy cẩn thận. Điểm 7-8 là nong van là hợp lý. Ok. Đấy, thì đây là cái gì? Đây là cái mà phân tích về các cái thông số siêu âm tim ở một người bệnh hẹp hai lá chúng ta cần phải phân tích. Ok. Nào, chúng ta xem xét. Đây, xem video một chút. Van hai lá chúng ta nhìn thấy chưa? Mở ra hạn chế này. Đóng mở hạn chế. Diện tích lỗ van. Ôi, cái này lại không thể chạy rồi. Tăng tốc qua van. Đấy, van mở hạn chế và tăng tốc qua van tạo thành chênh áp. Đo cái chênh áp trung bình qua van, xem có cái thế. Nếu có hình ảnh nào rõ hơn thì tôi sẽ bổ sung sau. Thế thì điều trị chúng ta làm gì? Về mặt nội khoa, ta vừa mới nói xong, nếu như bệnh nhân ứ huyết chúng ta phải lợi tiểu. Và lợi tiểu ở đây chúng ta thường là phối hợp hai loại, tức là gì? Một cái lợi tiểu mạnh, tức là lợi tiểu quai furosemide, phối hợp với lợi tiểu nhẹ giữ giữ kali, tức là kháng aldosterone, là aldosterone tức là veroxivone hoặc spironolactone. Đấy. Digoxin trong trường hợp mà bệnh nhân xuất hiện có dung nhĩ và tần số thất nhanh để làm hạ tần số thất. Nhưng lưu ý, ví dụ trường hợp ca lâm sàng lúc nãy của chúng ta có dùng được digoxin không? Hãy thận trọng. Các bạn học dược lý rồi, có 4 đặc tính của digoxin, trong đó có một cái đặc tính của digoxin là gì? Tăng tính kích thích cơ tim. Mà cái tính kích thích này sẽ được trigger bởi cái tình trạng là gì ạ? Ngoại tâm thu thất. Vì vậy nếu bệnh nhân dung nhĩ mà có ngoại tâm thu thất phát hiện được trên monitor, các bạn không được phép dùng digoxin, bởi vì cái ngoại tâm thu thất khi đó nó rất dễ có cơ hội để trở thành một cái nhịp nhanh thất và thậm chí là dung thất. Nhất là khi các bạn học dược lý các bạn biết rồi, nhất là khi có một cái tình trạng là cơ tim dễ bị kích thích nhé, kích hoạt bởi một cái gì, giảm kali máu. Đấy, một cái kịch bản rất dễ gặp trên lâm sàng là người bệnh đang dùng lợi tiểu, kali máu thấp, nhịp tim thì loạn nhịp hoàn toàn nhưng lại nhịp nhanh, và không thận trọng, không cảnh giác để chúng ta xem là cái loạn nhịp hoàn toàn nhanh đấy có ngoại tâm thu không. Chúng ta táng một phát hoặc là tiêm digoxin hoặc uống digoxin mà bệnh nhân đang có ngoại tâm thu thì nhất là lúc đấy kali lại khoảng 3.0-3.5 thì có thể dẫn đến một cái tình trạng rối loạn nhịp nặng hơn, tức là không những không điều trị được mà lại còn làm bệnh nặng hơn. Đấy. Nên lưu ý, nếu chúng ta cho lợi tiểu và phối hợp digoxin thì chúng ta lưu ý một số tình huống mà chúng ta cần phải tìm kiếm. Đó là gì? Lâm sàng. Đó là gì? Xét nghiệm. Nhá. Đó là gì? Monitoring. Thế chống đông khi nào? Thì tôi vừa mới nói với các bạn về chỉ định điều trị chống đông rồi. Các bạn nốt lại và chúng ta lưu ý. Và nhìn chung, bệnh nhân có hẹp hai lá, nhất là hẹp hai khít, thì tránh cái tình trạng là gắng sức đột ngột. Nó làm tăng cái gì ạ? Tăng đột ngột áp lực mao mạch phổi, dễ chuyển sang là phù phổi cấp nhé.
Can thiệp tức là khi nào chúng ta nong bong, nong van hay lá bong bắn qua da và nong như thế nào, chúng ta sẽ nói ngay ở phần sau. Phẫu thuật thì có thể là phải xay van hay lá sinh học hoặc cơ học với những bệnh nhân mà tổn thương van hay lá quá nặng nhé. Nào chúng ta đi lần lượt. Đây là cái chỉ định nong van hay lá và phương pháp nong van hay lá. Thay vì chúng ta nói là gì ạ? Đây, chúng ta nong van hay lá thì chúng ta luồn lên theo đường nào? Chúng ta nhìn thấy đỏ tức là động mạch chủ và xanh là tĩnh mạch. Thì chúng ta thấy, nào xem lại nhé. Đi qua đâu đây? Chọc qua tĩnh mạch đùi lên tĩnh mạch chủ dưới, luồn vào nhĩ phải. Luồn vào nhĩ phải. Đúng không ạ? Và các bạn nhìn nhé, luồn vào nhĩ phải. Sau đó người ta chọc cái vách liên nhĩ. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Từ nhĩ phải sang nhĩ trái, luồn xuống van hai lá và dùng cái quả bóng gọi là quả bóng Inu, tức là tên một nhà phát minh người Nhật Bản, nong rộng nó ra. Đây là hình ảnh thực. Luồn lên, nong van 1, 2, 3 lần, vân vân, tùy. Làm cho cái gì ạ? Cái van nó mở rộng ra. Và như vậy thì được gọi là nong van hay lá. Thế khi nào chúng ta nong van? Thì khi bệnh nhân không có các chống chỉ định của nong van hay lá. Thể hiện ở chỗ nào? Một, bệnh nhân phải là hẹp hay lá khít. Không bao giờ chúng ta nong van mà với cái van tim hay lá hẹp không khít cả. Tức là diện tích lỗ van phải ít nhất là dưới 1,5cm vuông. Nhé. Dưới 1,5cm vuông. Và có triệu chứng lâm sàng. Và bệnh nhân không có các chống chỉ định của nong van hay lá. Đó là gì? Không có huyết khối trong buồng nhĩ trái hay là tiểu nhĩ trái. Tiểu nhĩ trái thì có thể, nếu như cái huyết khối cũ trong tiểu nhĩ trái thì còn có thể nong được. Thế còn huyết khối nhĩ trái tại sao chúng ta không được? Bởi vì làm sao? Bởi vì khi chúng ta luồn cái ống thông này này vào trong nhĩ trái chúng ta khoắng này, thì có cục máu đông ở đây nó bắn vù đi. Thì chúng ta nong được cái van nhưng mà chúng ta lại gây ra một cái đột quỵ. Thế thì rõ ràng là cái nguy cơ lớn hơn lợi ích rồi, đúng không ạ? Huyết khối không được có. Thứ hai là gì? Không có cái tình trạng hở hai lá vừa, ít nhất là vừa kèm theo, bởi vì cái nong van là chúng ta tách cái mép van ra, và cái tách mép van ra ít hay nhiều nó sẽ gây ra cái tình trạng hở van tim. Và cái hở van tim quá mức nó sẽ làm sao? Nó sẽ gây quá tải đột ngột với thất trái và rất dễ dẫn đến nong một cái van hay lá bị hẹp chuyển thành một cái hở van hay lá nhiều. Và cái hở van hay lá nhiều trong cái điều kiện thất trái không được chuẩn bị sẽ dẫn đến suy tim trái cấp và sau nong van ba chân bốn cẳng đi thay van hay lá cấp cứu, rất rách việc, đúng không ạ? Thứ tiếp theo là gì? Tình huống thứ ba là gì? Cái tổn thương của van hoai lá quá nặng, van vôi nhiều quá. Chúng ta nong ra để tách mép van nhưng cái mép van nó rách toạc ra bởi vì nó vôi. Thể hiện ở chỗ nào? Thể hiện ở cái điểm Winkin là trên, tức là từ 9 điểm trở lên, và đặc biệt là từ 11 điểm trở lên thì không bao giờ nong được nhé. Điểm tiếp theo nữa là bệnh nhân có tổn thương của một cái van động mạch chủ phối hợp vốn đã gây ra cái gì ạ? Cái ảnh hưởng đến thất trái rồi mà chúng ta lại cố nong cái van hay lá ra, nó sẽ làm gì? Tăng gánh đột ngột của thất trái và bệnh nhân sẽ làm sao? Bệnh nhân sẽ chuyển sang một cái suy thất trái cấp. Hoặc là bệnh nhân ngoài hẹp hở hai lá lại có một cái hở van ba lá rất nặng, kèm theo là cái gì ạ? Cái suy của van ba lá mà ở bên tim phải mà nó sẽ gây suy thất phải. Và hở van ba lá nặng và suy thất phải nặng kèm theo thì việc chúng ta nong van hai lá cũng không cải thiện được nhiều về mặt lâm sàng. Khi đó bệnh nhân sẽ, thay vì là nong van thì tốt nhất bệnh nhân sẽ phải phẫu thuật nhé. Hoặc là một người bệnh ngoài cái hẹp van hay lá lại có một cái gì tắc mạch vành và phải bắc cầu, thì khi đó không bao giờ chúng ta lại nong van hay lá lại đặt stent mạch vành cả, mà bệnh nhân sẽ được thay van hay lá đồng thời với bắc cầu nới động mạch vành. Tức là gì? Khi có tổn thương mạch vành đòi hỏi phải phẫu thuật thì chúng ta sẽ phẫu thuật cả hai hơn là chúng ta làm can thiệp một trong hai hay là làm can thiệp cả hai. Ok, đây là những cái chống chỉ định chính của nong van hai lá mà các bạn cần phải chú ý, và thực ra cũng không phải thuộc lòng đâu, mà chúng ta nhớ một cách logic là chúng ta có thể hiểu được thôi. Nhất trí không ạ? Ok,
đây là cái lược đồ, với cái lược đồ này, cái lược đồ này năm 2017 nhé. Hiện tại năm 2021 đã có những cái khuyến cáo và chỉ định mới, nhưng mà những khuyến cáo và chỉ định mới này chưa được cập nhật ở trên cái sách giáo khoa, nên vì vậy chúng ta vẫn nên bám sát sách giáo khoa. Thì chúng ta thấy cái thái độ xử trí đối với hẹp van tim nó còn căn cứ vào gì? Một là căn cứ vào lâm sàng, có triệu chứng hay không triệu chứng. Hai là căn cứ vào gì? Mức độ hẹp van nhé, hình thái của van, tình trạng dung nhĩ, đó chưa? Tình trạng dung nhĩ và cái gì? Cái nguy cơ liên quan đến phẫu thuật, tức là cái rủi ro xung quanh phẫu thuật để chúng ta xem xét. Ok, thì các bạn đây là cái lược đồ để các bạn tham khảo thôi. Còn đối với phần hẹp van hai lá, xin thưa chúng ta chỉ cần nhớ đúng cái lược đồ ban đầu, cái sơ đồ ban đầu là chúng ta có thể tiếp cận chẩn đoán và suy nghĩ về vấn đề điều trị được, được không ạ? Nào, chúng ta còn ba nhóm bệnh lý chính nữa, đó là hở van hai lá, đó là hẹp van động mạch chủ, đó là hở van động mạch chủ và bệnh lý van ba lá, và đặc biệt phần cuối cùng là bệnh lý van tim sau phẫu thuật. Tuy nhiên bài là rất dài nhé, bài thì rất dài, và nếu như chúng ta tiếp cận mà chúng ta gọi là gì, chúng ta nói chi tiết quá trong khi các bạn chưa chuẩn bị tốt về mặt lý thuyết, tức là chúng ta chưa đọc kỹ, thì có thể chúng ta sẽ gì ạ, lướt qua, chúng ta lướt ván và tôi nói xong thì các bạn quên xử mất. Thế vì vậy nhé, vì vậy trong bài này tôi cũng không tham vọng nói hết. Chúng ta có một cái ví dụ là hẹp van hai lá, tôi đã phân tích rất kỹ. Chúng ta đã có một cái ca lâm sàng về hẹp van hai lá, chúng ta đã sơ bộ phân tích và chúng ta đã hiểu về vấn đề bệnh lý van tim. Giờ cũng đã điểm, tức là 3:30 thì thầy Tuấn quay trở lại. Chúng ta phải nhường bài giảng lý thuyết cho thầy Tuấn. Tuy nhiên, một, tôi sẽ gửi bài giảng lý thuyết qua email của nhỏ lớp trưởng cho các bạn và xin mời các bạn nghiên cứu. Hai, tôi sẽ dành thêm một buổi cho các bạn nữa. Dành thêm một buổi thì tức là buổi này gọi là gì? Ngoài lịch giảng đã đăng ký. Tuy nhiên có cần thiết không? Theo ý kiến tôi là cần thiết. Đối với các bạn có cần thiết không? Tôi không biết. Nhá, buổi này tôi sẽ thông báo cho lớp trưởng và các bạn cán bộ lớp rộng rãi, tức là tôi sẽ cung cấp link Zoom. Về thời gian thì tôi sẽ xin một buổi, xin vào một cái thời gian vào cuối tuần, ví dụ như buổi chiều thứ bảy hay chiều chủ nhật gì đó, chưa chắc chắn nhé. Nhưng mà các bạn phải hoàn thành được các cái mục tiêu chính đã, và ngày hôm đó chúng ta sẽ ngồi làm việc nốt nhé. Một là chúng ta sẽ không nói lại về bài lý thuyết, tuy nhiên chúng ta sẽ đảo qua tất cả các cái phần lý thuyết còn lại mà chúng ta sẽ dành cho các bạn chia sẻ và đặt câu hỏi, dành cho tôi đưa ra các ví dụ và phân tích cụ thể hơn những cái hình ảnh rõ ràng về từng bệnh một để chúng ta có thể nắm được bài một cách chắc chắn hơn. Các bạn đồng ý với tôi không ạ? Dạ vâng ạ. Anh cảm ơn thầy ạ. Vâng, cảm ơn các bạn đã tham gia rất là đầy đủ và nhiệt tình phân tích ca lâm sàng, và hy vọng là thông qua một bệnh lý van tim chúng ta vừa phân tích, các bạn đã có thể nhé, về phía các bạn đã có thể, nếu như có bài lý thuyết, chúng ta ngồi, chúng ta thay vì tụng kinh thì chúng ta ngồi, chúng ta suy nghĩ, ngẫm nghĩ, đọc thêm sách để chúng ta có thể phân tích và nắm chắc được các bệnh lý van tim. Rồi có thể chiều thứ bảy hoặc chiều chủ nhật chẳng hạn, chúng ta chỉ cần khoảng 45 phút là chúng ta có thể thanh toán được gọn gàng bài này nhé, không cần nhiều. Còn bây giờ xin phép các bạn, tôi phải thoát ra để đúng 15:30 rồi, tôi nhường cho thầy Tuấn vào làm việc với các bạn về nội dung suy tim, được không ạ?